Monash Production trân trọng giới thiệu đến quý vị chương trình ca nhạc Sài Gòn Summer Tour qua những giai điệu từ những ánh sao đêm với sự góp mặt lần đầu tiên của ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng với Lệ Quyên, Tuấn Hưng, Nguyễn Hồng Nhung, Nam Trường, Xuân Phú Hoài Phương, MC Thanh Tùng và ban nhạc Headline. Xuất phát bắt đầu từ 4 giờ trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 6 tại rạp Long Beach Convention. Những giai điệu từ những ánh sao đêm sẽ đem lại cho quý khán giả sự say mê và hào hứng. Vé có bán tại Tứ Quỳnh, Quốc gia Ticket và Ticketmaster. Monash Production trân trọng kính mời.